Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem là mình thu dọn sau khi mùa đông nha quý vị. Đây là cái cây cây quýt mình trồng từ cái hộp đó quý vị. Năm nó sống là nay được 5 năm rồi. Nó mới có bị lớn vậy thôi. Nhưng mà năm nay do mà lạnh quá nó cho mình cũng che nó lại đó, cũng lấy đồ mình đậy nó lại mà chùm nó lại. Nhưng mà năm nay nó thời tiết nó khá là lạnh so với như hồi trước tới giờ mình biết. Cho nên cái cây này chịu không nổi là nó rụng hết lá rồi. Mình không biết nó sống được hay không. Mấy cái nhánh này coi như nó chín luôn. Là lúc mà mùa đông á, mình thấy á, là mình ra là nó đã cháy chín lá hết trơn. Giờ nó rụng hết nè. Thấy đây nó còn xanh xanh nè. Ở trong cái thân này còn xanh xanh nè. Hy vọng là nó sống quá vậy. Nhưng mà ở ngoài này mình biết chắc là nó sẽ chết. Mấy cái thuốc ngoài này nó vàng luôn. Nó chín khô luôn. Rồi anh để luôn. Anh chờ nó coi nó sống không hay là anh... Anh phải tỉa bớt mấy cái nhánh chết nhìn cho mày cắt bỏ hết. Bữa nay á, nhìn thấy nhiều gai nguy hiểm à. Cây này cái cây quýt mình quýt này ngọt lắm nè. Mình thấy cái giống mà mình mua chợ mình ăn thấy nó ngọt quá cho nên mình trồng thử chơi mà nó lên mà theo cái cây nó gai quá chừng gai luôn à. 5 năm chưa có thấy cái hoa nào hết chưa thấy cái hoa nào mà giờ chết nè. Em thấy đây nó còn xanh chắc nó sống được cái nhánh cái này. Trong đó thì nó còn xanh thì hy vọng nó sống. Để thử nó có vươn lên nổi không không biết nhưng mà mình bỏ công 5 năm mình săn sóc nó đi quý vị. Tưới nước, cuộc bón phân đủ thứ chỉ lạnh có 1 năm thôi là nó chết. Lạnh 1 năm là nó chết. Em qua Mỹ hơn 20 năm á. Không phải lạnh 1 năm mà lạnh một mùa mấy ngày, 2 tuần, khoảng 2 tuần kéo dài khoảng 2 tuần. Đúng rồi. Em qua đây 20 năm mà mới năm nay là năm lạnh nhất luôn. Lạnh quá nó chịu không nổi nó chết. Nhưng mà cái thân thì còn xanh là mình hy vọng nó mình sẽ cắt mấy cái tiệt cái nhánh chết nó là nó hy vọng nó sẽ mọc lại cái khác. Và đây cái chỗ này là cái cây mấy cái cây mình thích đó quý vị. Nhưng mà mình sẽ cho các bạn xem ở bên trong nó như thế nào nha. Cũng là kêu cái này mình kêu là thảm họa của mùa đông nha quý vị. Mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Tại vì hồi trước tới giờ thì mình chưa có bao giờ thấy nó lạnh mà kéo dài như vậy. Năm nay kéo lạnh kéo dài 2 tuần cho nên cho dù mình che lại mà mấy cái cây mình nó cũng chịu không nổi luôn quý vị. Cho nó khỏi cái đầu cột luôn nữa nha. Bánh đá. Cái này không? Giờ đây các bạn, đây là mình cho các bạn thấy đây là thảm họa mùa đông của mình nè. Cái cây chanh nó chết khô luôn quý vị. Là lúc mà nó lạnh xong đó mình ra mình kiểm đó là cái lá này nè, mấy cái lá này nó chín hết trơn luôn. Là mấy tuần sau là mình thấy bắt đầu nó khô 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 rồi mình tỉa nó xuống. Mình tỉa nó xuống hy vọng nó sống nhưng mà cái cây này mình nghĩ nó chết luôn rồi. Còn hai cây tắc của mình nó chịu cũng không nổi luôn. Cái cây này nó bự nó cái cây bự nó còn chịu nổi chút xíu, còn cái cây dưới nhỏ này nè. Mình nghĩ cái cây nhỏ này mình sợ nó chết nè. Nó rụng sát ở dưới luôn rồi, nó khô sát ở dưới luôn rồi. Chưa có thấy trái nào chưa? Chưa thấy trái nào rồi, mình nó bị lạnh. Thật ra mà mấy cái cây này mà lạnh nó vừa vừa đó quý vị thì nó sống, mình trùm nó lại thì nó sống ok. Hồi trước bây giờ mình làm là nó sống ok, nhưng mà năm nay nó nhiệt độ xuống có 16, 17 độ mà nó kéo dài. Mình đoán khoảng chừng không được 2 tuần nữa, khoảng 10 ngày, khoảng 10 ngày mà nó chết hết trơn. Cây này cây quýt. Cây này cái cây quýt mà sao cái cây này nó lại chịu nổi nè quý vị. Nó khỏe ha. Nó không có bị gì luôn. Tính ra nó ở meo đây nhất là lạnh nhất nè. Nó lạnh nhất. Mình nghĩ nó cái cây chịu không nổi luôn. Lúc mình mua thì họ nói cái cây này nó cây nhiệt đới, nó không có chịu nổi lạnh. Mà sao lạ, mình trồng cái cây này, mấy cái cây này họ nói là chịu lạnh được. Nhưng mà rốt cuộc thì chịu không được. Mà cây quýt này á thì nó không hề hấn gì hết. Nó đang ra tược quá chừng luôn á. Cây này ra tược quá chừng. Hy vọng cây này năm nay có trái nè quý vị. Tính ra cây này mình trồng nó mau lớn nè. À, còn mấy cây chanh của quanh nó mình nghĩ chắc nó đi luôn rồi quý vị, nó goodbye luôn rồi. Ôi ôi cái chanh này hồi đợt hè năm rồi đó em bẻ quá chừng trái luôn. Bẻ quá chừng trái nó cho ăn đợt trái cuối cùng rồi quý vị, rồi nó nghỉ luôn. Buồn quá luôn. Chết ngắt rồi. Trồng cái chân nó bự gần bằng cầm tay luôn. Hôm bữa tỉa bóp để xem coi nó có còn sức không. Nó còn sức không, nó chịu không nổi gì. Mình nghĩ chắc nó đi luôn rồi cho nên là nó chết, mình không có trồng cây chanh này lại nữa. Hồi trước giờ mình trồng á nó sống thì mình kéo dài nó khoảng 4 năm rồi em. Ồ cây này khoảng 4 năm rồi, tính cho tới giờ là sắp 5 năm rồi đó. Sắp 5 năm rồi.
là mình dưỡng nó sống cũng lâu dữ, mà chỉ có năm nay là thời tiết nó lạnh khá, với hồi trước thì giờ mình biết, cho nên là khi mà nó lạnh xuống vậy là mình che lại, mà mình chống đèn luôn, mình có đèn sưởi nóng luôn mà nó cũng chịu không nổi. Này ấm lên hẳn rồi anh đem ra hết luôn ạ. Này ấm rồi mình gỡ xuống, mình sẽ đem nó ra bên ngoài, nó mình tỉa nó cho nó gọn gàng lại, rồi cái cây đó mình tỉa được, nhưng mà cái cây này mình tỉa rồi nhưng mình chắc chắn là nó chết rồi, gì mình không có thấy cái màu xanh gì của cây hết trơn, còn mấy cái kia nó còn chút chút đỉnh xanh xanh. Hầu như năm nào mình cũng tốn tiền mua cây hết trơn. Năm nay tốn nhiều nè. Hôm nay chắc mình mua cây khác, cây nào mà chịu lạnh nổi mình mới mua mình trồng nữa cái gì ơi. Chứ tốn công quá, mình dưỡng nó rất lâu, mình nghĩ nó là nó sống được. Ai nhà bỏ công đã tới giờ nó chết. Hai cây tắc mình nghĩ chắc nó hy vọng thôi chứ nó cũng... Anh tỉa thử đi, chắc cho nó trụ lại, nghe nói cây tắc nó chịu lạnh hay lắm á. Cái cây này nè, cái cây này là cây cưng nè. Nhưng nó cũng chết trơn trên đọt, mà ở dưới này nó còn ẩm ẩm này nó chịu nổi. Vẫn còn bị rụng lá mà chưa không có phát triển nổi. Ủa vậy anh tỉa luôn đi rồi bưng ra cho rụng ở đây, thân lát dọn ở đây thôi. Vậy tỉa luôn đi. Bỏ vô xô. Cắt nó xuống cho nó gọn luôn, cái gì cây này, cái cây chanh mình nè. Đoán chắc là cây chanh mình nó chết kiểu gì. Mình tỉa cho nó gọn nè. Mình cũng vẫn nuôi chút hy vọng cái gì. Mình đem ra ngoài mình tưới nước nó, nếu mà cho nó nó lên sống. Thì chừng tháng nó lên hả? À? Khoảng chừng tháng nó lên, mà nó không lên là nó chết rồi. Em thấy cái gốc của nó bự quá, em nghĩ nếu thường thường nó hy vọng nó lâm từ khác. Cái tắc này mình phải tỉa nó xuống coi nó sống nổi không. Nên nó cũng bị heo queo hết rồi. Mấy nhánh gì dưới chứa này chết luôn rồi. Anh đeo bao tay, cái tắc nó có gai nè. Chút chút. Mấy nhánh này chết khô quang, khô găng luôn nè. Nhưng mà thấy coi bộ còn sống 50%. Chỉ nghe cái tắc mà. Không, là giống như là nghĩa là nó còn sức sống nè. Hy vọng thôi, cái cây này chết thê thảm. Ý, nó mọc tước nè, nó mọc tước nè. Rồi. Cái nào còn xanh thì hình như nó mọc được. Vậy là hy vọng. Thì mấy cái lá này nó chết hết rồi nè. Cắt cho nó lùng lùng xuống. Cắt lùng xuống, cắt cái này cho nó bằng cái độc này luôn. Đây. Bày đặt bên này, tỉa tỉa nè. Cần cắt thấp xuống cho nó mọc lại từ khác. Cái này hả? Cái này đang mọc tược mà. Cắt luôn đi. Thôi, đang cắt mọc đi, cắt nè. Cho nó đều, em cắt phải cắt cho nó đều. Uống gì? Cắt cho nó đều. Rồi. Nó mọc lại nó cho nó tròn chứ để nó mọc chỉa tùm lum. Bởi em dặn em cắt cho. Anh cắt lên cắt chuỗi cây hết. Cây. Dọn cho nó sạch sẽ. Cây bên xứ lạnh trồng nó chậm lớn lắm cả nhà. Mỗi lần cắt tỉa khéo khéo. Tỉa cái đó thì để anh dời cái chậu này ra ngoài. Vui quá. Mùa xuân lên này là mùa trồng cây đó. Kéo này ra ngoài mình tưới biết đâu nó lên được, tới lợi mình đâu biết được. Hy vọng thôi. Nếu nó lên đã lên liền đúng không? Đấy. Để em gán em xiên em tưới. Kéo cái mấy cái chậu này á cũng hơi nặng nặng, có cái stress hay stress thì nó đỡ gì. Đỡ ra. Cái đó đỡ nó trồng nặng. Đây cái hướng này. Tại nó có cái bực ngay đó. Ở đây nó có cái bực này. Cần phụ không? Không được. Vô mùa xuân mấy tuần rồi mà hôm nay là ấm. Hôm nay là có hôm nay ấm. Thấy nắng nhiều. Chỉ là đông đá là nó chịu không nổi thôi. Chắc được rồi đó. Được. Vừa vừa thôi, tỉa nhiều quá ổn. Còn mấy cái cạnh nhánh này chết nè. Nó cho nó bằng, em thấy nó màu xanh trở lại đó. Cắt luôn, cắt luôn. Ồ, đứng ở trên dòm xuống không có thấy nó bị đen và nhánh. Rồi, xong, ngon lạnh. Cho nó ra ngoài. Kéo nó ra ngoài. Để cho nó rớt rớt đi luôn, lát quét ở đây thôi. Ít đây nè. Trời nắng cái hàng xóm cũng ra ngoài dọn dẹp nữa. Sớm cũng ra cắt cỏ. Mình có cỏ giả đỡ quý vị, mình khỏi tốn công cắt. tốn công hốt lá. Hốt lá hay tưới nước luôn, khỏi tưới nước luôn. Cỏ giả khỏi tưới nước. Ôi. Cái cây này thì mình bưng được. Cái cây này là ra bông được mấy lần rồi nè. Mà ngoài trái nắng này dí để mình dí cái là lạnh nè. Hy vọng là ngoài nắng này nó sẽ sống được. Mỗi lần thấy cái cây tắc này là nhớ nhỏ em nè. Cái cây nhỏ bạn của quanh tặng nó lên nó quéo. Nó không có lớn mà lần này nó héo luôn rồi.
mình gán, mình chăm cho có trái để mình khoe cho em gái nó vui, mà chờ hoài chờ mãi không thấy trái nào, không thấy trái mà giờ thấy chết vậy. Giờ thấy nó èo quá luôn rồi. Cái xứ bên chỗ bạn ở nó lạnh dữ không ta? Lạnh. Lạnh hả? Ờ, nhưng mà sao chắc nó có gian trọng hay sao, nó trồng cây tắc nó có trái quanh năm à. Tặng cho em chồng nó dưỡng dữ lắm, lên cũng không nổi rồi, năm nay lạnh quá chết. Là biết đâu lần này lạnh mà vừa xui mà vừa hên đó không sao. Tại vì nó như vậy cái mình mạnh tay mình tỉa nó ra. Biết đâu nó tỉa nó vậy cái nó tức quá cái nó phát triển lên nè. Trời ơi cái cây này tỉa xong không thấy còn gì hết trơn. Rồi một em tụi lũi luôn, cây này tỉa xong là tụi lũi luôn. Mấy cái này gà. Cái chừng có gai không? Có đó. Cái cây này chưa có gai nổi. Rồi đẹp rồi. Có cái cây quýt thì mình nghĩ nó chịu năm nay không chịu không nổi, bại nhà nó không bị hề hấn gì luôn. Tốt quá chừng tốt luôn. Anh cái lúc mà anh đem vô nhà greenhouse đó là nó bị bệnh. À. Nó bị bệnh giống như mấy con rầy nó bu đó. Rầy nó bu. Qua mùa đông nó hết bệnh luôn rồi. Qua mùa đông nó hết bệnh lạnh quá nó mấy con nó lạnh cũng tiêu luôn rồi. Mấy rầy chết ngắt mà tốt nè. Vài bữa nữa thấy nó ra hoa đó anh. À. Nè, hoa nè, cái nụ nè. Anh nghĩ chắc cây này chắc phải tỉa bớt chứ cái nhánh nó yếu nó dài quá. Thôi. Tỉa bớt cho nó gọn. Tỉa gì nữa? Tỉa trong này cho nó gọn. Ủa vậy? À. Nó phải bự bự nó mới có trái chứ. Thì năm nay cây này năm nay chắc có trái nè. Để vậy đi, để năm nay để đi. Để thử à? Ủa, rồi tới thu hoạch xong đi rồi hả tỉa? Để thử rồi có, nói nghe. Để thử rồi có trái không? Nói nghe xôn xao thu hoạch. Cây này ngon lành không? Cái này trong năm đó anh. Cây đó kỳ găm găm mình trồng ở trong chậu cũng chết queo. Chết queo luôn rồi. Rồi, giờ đây quý vị, mình dời hết mấy cây này ra ngoài này. Mình hiện tại mình để nó đây để mình tưới, mình dưỡng nó. Cái cây này nó eo ụt quá, cây này quá eo ụt luôn. Mà cây này nó còn cái thân xanh là mình hy vọng nó sống, chỉ có cái cây chanh. Cây chanh là cái thân mình thấy mình như nó khô luôn. Cắt thử miếng rồi còn màu xanh không? Nó mình thấy là như nó khô luôn rồi. Biết đâu dưới này nó còn khỏe. Hy vọng là cái thân mình dưới trong còn sống mình không biết luôn. Cây này năm nay chắc có trái nè, năm rồi nó bông quá chừng luôn mà nó không có đậu. Chắc nó chưa khỏe. À. Nếu tính ra năm rồi mình trồng mới có 2 năm. 2 năm. Ừ. Đúng rồi. Hình như nó chỗ bông quá chừng luôn. Em thấy nó đang ra tược chứ đang ra hoa kìa. Mà mình sợ nó bị gầy đó quý vị, cái cây này nó dễ bị gầy lắm mình. Tại vì cái mùi nó ngọt ha. Cái mùi nó ngọt ngay à. Ừ. Cây này là nó kêu là cây quýt kẹo. Ừ, quýt kẹo. Candy. Cái mũ mà của cái cây quýt này nó nhỏ ra đó quý vị, nó ngọt ngay à. Bởi mấy con ấy nó khoái à. Nó như đường vậy, cái mũ nó nhiễu xuống đất như đường vậy. Anh nhìn cây quýt anh thấy anh liên tưởng tới gì? Cái gì? Ồ, cái gai hả? Ừ. Ốc, dùng để lẻ ốc. Giống gai này dùng để lẻ ốc được quý vị. Hồi xưa ở nhà đó cứ mỗi lần mẹ mua ốc á là mẹ kêu đi ra cây quýt. Đi ra cây quýt, hái cây quýt vô lẻ ốc. Ờ. Cây này gai quá chừng luôn. Cẩn thận, cây nó gai nhiều. À. Đây quý vị, đó, cái cây ngũ đông của mình nó lên được dây nho. Mình thấy dây nho cái nó lên. Cái này nó sắp mọc tược ra rồi. Nè. Không biết nó có trái nổi không? Năm rồi nó có trái, có bông, có trái mà nó trái nhỏ xíu rồi quý vị. Năm rồi nó chưa đủ sức, nó có 2-3 chùm. Cho nó bò lên trên này nè. Ngộ ha, thấy nó khô rang vậy mà nó lại ra tược á mấy cái này á. Còn phía bên này là cái cây lê... lê tàu của mình nó ra hoa quá chừng luôn nè quý vị. Mà không biết đậu trái nhiều hay ít, tại vì nó lúc mà nó ra hoa vậy thì mình khó nói trước lắm. Mình thông thường tháng 4 thỉnh thoảng nó cũng có mấy ngày nó tụt xuống là khoảng 30 độ, nếu mà nó tụt xuống 30 độ là hy vọng mong manh lắm quý vị. Nè hai cái chậu trúc mình trồng thử trong chậu nè quý vị, nó sống nổi nè. Cái này trúc Nhật ha. À trúc Nhật. Nó công nhận suốt mùa đông luôn nó không có bị rụng lá nha. Có mười mấy độ mà nó cũng không cháy lá không gì chứ. Công nhận nó giữ thiệt. Cái giống này khỏe nè. Nó đang bắt đầu nó ra những cái tược nhỏ nè. Măng tây của em nó lú lên rồi nè. Đây, năm nay có măng tây ăn rồi đó. Năm nay là cái năm mà mình có thể ăn được rồi. À. Tại vì mình muốn nuôi cái bộ rễ nó cho nó khỏe. Vì lúc mà trồng thì họ khuyên mình là 2 năm đầu là không có nên thu hoạch.
Ôi, nó lú lên nhóc. Để chờ năm năm thứ ba bắt đầu thu hoạch. Ôi, đây nè, nó lú lên nè. Dĩ nhiên rồi. Ôi, cái này á, nó lẹ lắm á, như cái cọng này nè. Cái này chắc cỡ 1 tuần nữa bẻ ra. Mình xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.